Tôi xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì đây các anh chị, một mẫu xe mà được khách hàng ưa chuộng và chọn lựa khá là nhiều. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, mẫu mới nhất hiện tại của Toyota. Thì xe này thì Huy mới đi xuống dưới Thủ Dầu Một Bình Dương mua về. Thì xe được chủ xe mua vào tháng 12, ngày 21 tháng 12 của năm 2020 các anh chị. Thì chiếc xe hầu như ngoại thất còn nguyên bản, chưa sơn lại lần nào các anh chị. Và chiếc xe này màu bạc, mới đi được có 9.500 cây số thôi các anh chị. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cho anh chị và các bạn mình nắm về chiếc xe này nha các anh chị nha. Đó, đây là mẫu mới và chiếc xe này thì cực kỳ đẹp luôn. Cá nhân đứng tên, gia đình đi sử dụng thì anh này ảnh mua về, nhưng mà do ít đi, nhà có bán quán cà phê đó, cho nên rất là bận rộn các anh chị, rất là ít đi, thì ảnh mới liên hệ với Huy và định và bán chiếc xe này. Đó, vỏ đồ còn rất là dài các anh chị. Và xe này thì mới lăn bánh được 9.500 cây số. Và ngoại thất thì hầu như còn nguyên bản nha các chị. Đó, Huy quay cho anh chị và các bạn mình xem về cái phần ngoại thất của xe. Đó, gương chiếu hậu. Rồi, đây anh chị nhìn nha. Đó, nước sơn còn rất là mới và đẹp. Nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất luôn các chị. Xe thì keng, rất là keng luôn. Rất là hiếm có những cái sản phẩm này trên thị trường các anh chị nha. Gia đình đi. Và đặc biệt đối với một chiếc xe này thì vì chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ các chị. Và xe này với một cái đặc điểm cực kỳ mà anh chị quan tâm là sẽ được bảo dưỡng miễn phí, miễn phí thay nhớt, lọc nhớt tới 100.000 hoặc là 3 năm các anh chị, tới 100.000 số hoặc 3 năm. Cho nên là anh chị mua về, anh chị đi bảo dưỡng nó rất tiết kiệm rất là nhiều, tới hai mấy 30 triệu, tới hai mấy triệu lận các anh chị. Đó. Rồi xe này chủ xe cũng mới vừa mua bảo hiểm của Toyota gói vàng luôn các anh chị. Đó, cho nên là anh chị mua những sản phẩm này về thì mình sẽ sang tên luôn. Sang tên luôn thì sang tên cái bảo hiểm gần cả chục triệu luôn đó anh chị. Đó, cho nên là anh chị có những cái lợi thế như thế này thì đây là một trong những sản phẩm khá là hot hiện tại. Những cái nẹp để trang trí rất là đẹp luôn đó anh chị. Cảm biến khoảng cách từ phía sau tới 4 cảm biến. Xe chủ xe đã trang bị camera gear nè các anh chị, có camera gear. Này, phần vỏ sơ cua thì chắc chắn rồi, chưa chạm đất. Gầm bệ thì anh chị nhìn nè, đó, long lanh. Bên Huy về chủ yếu là Maruguri làm đẹp lại chiếc xe này thôi các anh chị. Còn xe thì anh chị không chê vào đâu được, như một chiếc xe mới các anh chị. Huy xuống dưới là thấy xe là Huy xem qua một vòng và kỹ thuật bên Huy coi sơ qua một cái là bên Huy giao dịch liền, rất là nhanh chóng. Lái xe liền về luôn các anh chị, vì xe quá đẹp. Che mưa dán phim đầy đủ hết rồi, anh chị về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm cái gì cả. Đó. Rồi thì sơ bộ về phần ngoại thất cho anh chị và các bạn mình xem qua về sản phẩm. Huy sẽ đi tiếp theo phần nội thất bên trong cho anh chị và các bạn mình xem qua ha. Xe này thì như một chiếc xe mới, nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất luôn đó chị. Đó, cho anh chị hoàn toàn yên tâm với chất lượng của sản phẩm. Đó, lung linh đó anh chị nha. Như một chiếc xe mới. Đây, odo chuẩn của anh chị đây. 7.511 cây số. Đó, những tấm lót trên tắp lô ha. Rồi, vô lăng. Xịn không nha anh chị nha. Đó, ghế rồi anh chị nhìn ha, đã được bọc da hết rồi. Về hộp số thì xe này có chế độ Eco Power và những cái tính năng hiện đại nhất trên chiếc Innova mới, gồm có hệ thống những hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành nhanh dốc, cân bằng lực, phanh điện tử đều có hết các anh chị. Rồi Huy sẽ nổ máy ha, nổ máy. À, mình đi một vòng ha để anh chị coi về xe. Xe này thì không chê vào đâu được các anh chị, như một chiếc xe mới. Huy vào bên trong, nội thất còn rất là thơm. Và xe này gia đình đi sử dụng rất là kỹ nữa, cho nên là mọi thứ còn rất là đẹp. Và ảnh vệ sinh thường xuyên, cho nên là mọi thứ rất là sạch luôn các anh chị. Đó.
như là một chiếc xe mới. Lung linh các anh chị. Đó, có những cái miếng chống trầy các anh chị nha. Đó, những vị trí lên xuống đồ anh chị nhìn không? À, còn nguyên bản hết, lót sàn hết luôn rồi. Tấm lót anh cũng bố trí để mình để đồ đông lạnh, nó không có bị chảy ra sàn các anh chị. Rồi, đồ nghề chắc chắn rồi. À, còn nguyên bản, còn zin, chưa sử dụng lần nào hết. Đó, còn những vị trí này anh chị nhìn ha. Như một chiếc xe mới, còn thơm mùi nội thất các anh chị. À, mới đi được có 9.500 cây số thôi các anh chị. À, thật sự là rất là hiếm có trên thị trường. Và xe này đi vừa sử dụng kỹ, gia đình đi. À, cho nên là mọi thứ còn lung linh hết các anh chị. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua xe về sử dụng cho gia đình thì anh chị lấy cái sản phẩm này về. À, chắc chắn rồi, anh chị không cần phải lên xem xe luôn. Vì mọi thứ của chiếc xe này như là một chiếc xe mới các anh chị. Anh chị không cần phải lên xem xe. Vì đây là một chiếc xe rất là đẹp. Thì bên Huy thì luôn cam kết với anh chị là đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Bằng văn bản cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Còn chế độ bảo hành về động cơ, hộp số và bảo hành về xe còn đầy đủ hết. Đó, bảo hiểm thân vỏ xe này chủ xe mới vừa mua luôn các anh chị. Và có bảo dưỡng miễn phí tới 100.000 cây số hoặc là 3 năm. Đó, thì Huy nghĩ đây là một trong những sản phẩm khá là ok cho anh chị lựa chọn và sử dụng cho gia đình mình. Sản phẩm hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 725 triệu. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota, hỗ trợ cho vay lãi suất khá là ưu đãi, chỉ 5.79% trên năm thôi nha các chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo ạ.